C họ công liều, họ công C C họ công liều. Hát giang cuốn nhàn, tặng hơi thương nhau như cây với cành, chẳng cánh xa nhau. Tình tinh tan tan, tình tinh tan. Họ công C C họ công liều, cho ngày mai sáng đẹp tươi, cho lòng vui sướng bên nhau. Tình tinh tan tan, tình tinh tan. Họ công C C họ công liều. Sáng mai ta sẽ về kinh. Lớp học ở làng này ta giao lại cho thầy Đồ Tính, một thầy đồ giỏi của làng này, nên ta cũng cảm thấy nhẹ lòng và an tâm ra đi. Còn sắp lại kinh ứng thí, cũng vừa hay thầy về kinh thành nhậm chức. May ra thầy trò mình lại có dịp tái ngộ ở kinh thành. Nhất định phải gặp. Tại sao lại mai ra? Ta sẽ cho con biết chỗ của ta. Về kinh cứ đến nhà ta mà ở tạm. Dạ, con đội ơn thầy. Con chỉ sợ là thầy mới đổi về, nhiều chuyện đại sự phải lo. Con chỉ sợ là con làm phiền thầy thôi. Lo gì thì lo, cũng phải có thời gian uống với nhau một chén rượu chứ. Con cứ đến đi, đừng có ngại cái gì hết. Mà giả sử ta có bận thì con cũng phải ở nhà ta. Ta sẽ bảo gia nhân lo cho con chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Lộ phí của con đủ chưa? Có cần ta giúp gì không? Dạ con có đủ hết rồi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Có thiếu thì cứ nói, không cần phải ngại gì hết. Coi như là ta cho con mượn, khi nào con có, trả lại cho ta sao? Con cảm ơn thầy, nhưng mà tiền học của con còn chưa trả hết. Con tới học, thầy còn để ăn để ở nữa. Có cái gì đâu mà kể. Sau này công thành danh toại, con muốn trả cho ta bao nhiêu, ta cũng lấy hết, chịu chưa? Dạ, con cảm ơn thầy. Nhưng mà kỳ này con có đủ rồi. Con sẽ cố gắng hết sức để có thể danh đề bản đổ, để không phụ lại tấm lòng của thầy đã dành cho con. Thôi, nếu mà con có rồi thì cũng cầm thêm chút đi, để mà phòng thân, cầm đi. Dạ thưa thầy, con có đủ hết rồi. Đây là tấm lòng của thầy mà, cầm đi con. Con có đủ hết rồi thầy. Ngày mai thầy đi thượng lộ bình an nha. Con xin chào thầy. Lớp người hiền đức hay lắm, nhưng tội ác của ngươi với ta trời không dung đất không tha. Ta muốn ngươi thân bại danh liệt, ta mới hả dạ. Sao mình đi lâu quá vậy? Rồi có vay được ít bạc nào không? Chẳng mối đâu ra tiền hết. Tôi tới ghé chào thầy Đặng. Ngày mai thầy về kinh nhậm chức rồi. Vậy sao mình không hỏi vay thầy một ít? Thầy có nói cần thì lấy, nhưng mà mình nghĩ coi, tôi mặt mũi nào? Đã thầy mến tài mình, mấy tháng cuối còn chưa lấy tiền học, bây giờ làm sao mở miệng mượn thêm? Mình cứ sĩ diện như vậy hoài á, thì lấy đâu ra tiền để mà lai kinh? Lên đó bao nhiêu ngày ăn ở chứ có ích gì đâu. Thì để từ từ tôi tính đi, mình đừng có làm tôi rối quá. Cho hỏi thăm, đây có phải là nhà thầy Cử Hiền không ạ? Phải rồi, là tôi. Chào anh chị. Nhà tôi ở gần đây nè. Tôi có nghe dân làng nói là anh sắp lên kinh để thi hội, mà tôi cũng sắp lên trên đó để thi. Cho nên hôm nay tôi qua đây để rủ anh đi cùng. Với lại anh cũng biết đó,
Gần đây cướp bóc ở khắp nơi, tôi sợ đi một mình sẽ không an toàn, cho nên tôi mới rủ anh đi cùng cho có bạn có bè. Mà chừng nào anh mới đi? Nói thật ra là chồng tôi cũng định lên trển sớm rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ tiền bạc trong nhà cạn ráo hết trơn, tôi cũng chưa có chạy dây mượn được ở đâu hết á. Tôi cứ tưởng là có chuyện gì, chứ cái chuyện đó thì đừng có lo, mọi chuyện cứ để cho tôi lo. Đó là phí tổn, để tôi trả tiền cho anh chị, để anh đi cùng tôi cho tôi yên tâm hơn. Nếu vậy á thì mình chuẩn bị ngày mai đi sớm luôn. Thôi, tôi xin phép anh chị, tôi về để tôi chuẩn bị. Dạ. Xin mời, xin mời quan khách, xin mời. Đây, 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 đây. Đây. Đó. Hai vị coi coi, cái chỗ tốt như vậy với cái giá đó là không hề mắc. Thế tôi thách luôn á, tôi thách hai vị đi hết cái vùng này tìm được chỗ trọ nào tốt như vậy. Không có, chỗ tôi là tốt nhất rồi. Dạ cảm ơn ông chủ, vấn đề không phải là rẻ hay mắc, mà là tụi tôi hơi eo hẹp một chút. Huynh à, chắc là mình đi kiếm chỗ nào khác rẻ hơn huynh nha. Cử Hiền à, tôi đã nói rồi, mình cứ ở đây đi, chuyện tiền bạc á cứ để cho tôi lo. Nhưng mà nhưng nhị cái gì, người ta nói như vậy thì vô ở đi, để tôi kêu sắp nhỏ lo cơm nước nha. Không nghe bạn mình nói sao? Tiền bạc là không có lo, với lại một phần á tôi cũng hiểu hoàn cảnh của mấy sĩ tử lên kinh thành ứng thí lắm, eo hẹp lắm nha. Bây giờ cứ vô trọng nghỉ ngơi nha. Vô. Sao ông chủ, chuyện mà cơm nước á cứ để cho tôi lo cho bạn của tôi. Cái gì, bạn hả? Trời đất ơi, vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng ông là gia nhân không à. Tai sách nách mang nè, chọn luôn chỗ tốt, còn bây giờ á còn lo cơm nước nữa ha. Ê anh bạn, anh như vậy á là tìm được một người bạn rất là quý, gọi là bạn vàng đó nha. Tính qua tính lại có phước dữ lắm à. Thôi được rồi, ông cứ đi lo chuyện của ông đi, để chúng tôi còn nghỉ ngơi nữa. Vậy thôi, hai người ngủ ngon ha. Thôi mình vô đi. Đi nha. Ngủ ngon ha. Vô đi. Anh cứ để đó cho tôi, anh mang hành lý cả ngày nay rồi chắc mệt lắm, anh cứ nghỉ ngơi đi. Không sao, tôi cũng quen rồi, anh cứ việc ngã lưng một chút đi, sẽ có cơm nóng ăn liền. Anh làm tôi ngại quá, mình là bạn đường chứ đâu phải là chủ tớ đâu. Hơn nữa anh đã trả tiền phòng trọ rồi còn gì. Không sao, thì cứ coi như là đây là tiền trả công vì anh đã cho tôi đi cùng. Anh ăn đi cho nóng. Anh ăn cùng với tôi chứ. Tôi chưa đói lắm, một lát nữa tôi sẽ ăn. Anh ăn đi rồi có gì ngủ cho thoải mái, tôi ra ngoài một chút. Một lát nữa anh về ngủ chứ, còn dư chỗ mà. Tính tôi khó ngủ cho nên tôi lấy phòng bên cạnh để ngủ. Anh ngủ đi ha. Anh làm chi cho tốn kém dữ vậy. Không sao đâu, tôi quen như vậy rồi. Anh ăn đi rồi ngủ sớm. Chào anh. Anh à, có chuyện gì anh cứ nói đi. Thiệt tình tôi thấy áy náy quá. Từ lúc đi lên kinh tế giờ, anh lo từng ly từng tí chỗ ăn chỗ ở cho tôi, tôi không biết phải cảm tạ như thế nào. Nhưng mà tôi có một chuyện thắc mắc. Thắc mắc gì anh cứ nói đi. Anh lo cho tôi nhưng không bao giờ anh bận tâm tới mình. Anh ăn ở đâu, ngủ ở đâu? Sáng nay tôi có hỏi chủ nhà trọ, ông ta nói là đêm qua anh không có ngủ phòng kế bên. Anh đã hỏi như vậy á thì tôi cũng không giấu anh nữa. Thật ra tôi không phải con người. Vậy anh là gì? Tôi là một con ma. Cái gì? Anh là ma?
Anh không tin đúng không? Anh hãy xem đây. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh đâu rồi? Tôi ở đây. Anh đã tin tôi chưa? Anh đã tin tôi chưa? Thực ra tôi là một con ma chết oan. Tôi đi theo anh, giúp đỡ anh, là tôi mong muốn anh giúp tôi báo thù. Báo thù? Là thù ai? Một con người lật lọng. Vì hắn mà tôi phải chết. Được, tôi sẽ giúp anh. Hắn ta tên là gì? Án Sát Đẳng. Cái gì? Án Sát Đẳng? Đúng vậy. Là thầy của tôi mà. Phải. Hắn ta là thầy dạy học của anh. Nay hắn đã trở thành quan án sát. Tôi muốn báo thù hắn ta. Thầy tôi, thầy tôi làm gì mà khi anh chết rồi anh còn bám theo để trả thù hả? Làm gì hả? Ngày xưa tôi là một tên cướp. Tôi chỉ cướp của người giàu đưa cho người nghèo. Tôi nói với ông rồi, tranh thủ về sớm đi. Cứ chán tạc chán thù với mấy ổng hoài hả? Để bây giờ tối thui rồi mới chịu về. Thôi. Dạo này cướp hoành hành dữ lắm. Nhất là đoạn đường này nè. Không biết không? Cướp á mà gặp tôi hả? Tôi cho nó biết tay. Biết thế nào là lễ độ, hiểu không? Trời ơi, tôi sợ quá. Thôi đi lẹ đi. Cướp mình ơi. Có bao nhiêu tiền vàng thì đưa ra đây hết, nhanh lên. Nhanh lên. Tao không muốn lấy mạng của hai vợ chồng mày. Ông tha tôi đi. Vợ chồng tôi nghèo lắm ông ơi. Nghèo hả? Dạ. Vợ chồng nhà ngươi giàu nức tiếng ở vùng này, ai mà không biết. Tôi còn nghe nói ông vừa mới làm ăn với bá hộ làng bên. Nghe nói là chúng lớn lắm mà. Đưa đi. Ông đưa đi ông ơi. Tôi không có mà anh. Tôi đưa mà. Mình ơi, mình ơi, đưa cho hắn đi mình ơi. Đưa ra đây. Đưa đi mình. Thôi 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 thôi, để tôi đưa, để tôi đưa. Đưa 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 cho người ta đi. Tao đã nói rồi, tao không muốn giết người. Nghe rõ chưa? Mình ơi, mình. Đừng ông ơi. Muốn chết hả? Ông ơi, tha cho chồng tôi đi ông ơi. Đừng có giết chồng tôi ông ơi. Tao đã nói rồi, tao không muốn lấy cái mạng chó của ngươi. Ngươi còn theo ta nữa, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tôi bị lính bắt vào tù. Nè, ăn đi. Anh lính. Ừ? Có cách nào cho tôi gặp quan án được không? Chết tới nơi rồi, nói cái gì nữa mà nói. Không. Anh đang giúp giùm tôi chuyển lời tới quan án. Nhà tôi còn rất là nhiều vàng bạc. Nếu tôi ra khỏi đây, tôi sẽ hậu tạ rất nhiều bạc. Dạ, đây là 20 lượng, quan đếm lại giùm con. Dạ, còn đây là đơn xin ân xá của nó, mời quan xem qua. Được rồi, cứ nói với hắn. Dạ.
đưa số bạc cho thằng khác sao? Án thằng này trước sau gì cũng bị chém. Chỉ bằng ta coi như là không có chuyện này nữa sao? Anh lính, hôm nay tôi được thả phải không? Ra pháp trường mà mơ nghe con. Như vậy là sao? Tại sao lại ra pháp trường? Vậy chứ đưa người đi đâu? Đi không mát hả? Không được, không thể như vậy được. Có nhầm lẫn gì không? Quan án về kinh làm lan trung bổ rồi, ai đánh mà gặp mày? Không phải, quan án đã nhận tiền của tôi rồi mà. Quan còn hứa là sẽ bẩm lên quan đầu tỉnh nữa mà. Đơn xin ân xá của người quan trên bắt bỏ rồi, tôi không biết sao. Không thể như vậy được. Đi. Không thể như vậy được. Cho tôi gặp quan án. 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 Dù ngươi có đưa cho quan án 1000 lượng thì ngươi vẫn bị xử tử mà thôi. Quan án thì ra là ngươi. Cho dù ta có trở thành ma, ta cũng sẽ quay về đây để báo thù. Quan án! Không ngờ là có chuyện như vậy. Mỗi người đều có một điểm yếu, nhưng mà lúc thầy dạy ta, ông ta thực sự là một ông thầy rất tốt. Ta đã chịu ơn thầy nhiều lắm. Có gì đâu, ân đền quán trả. Chuyện của hai ta hoàn toàn khác nhau. Còn anh chỉ việc chỉ nhà của anh ta cho tôi là đủ. Anh giúp tôi nhiều, nhưng mà thầy là người ơn của tôi, là thầy đã dạy học cho tôi. Anh bỏ qua cho thầy có được không? Được. Nếu hắn ta trả lại mạng sống cho tôi. Bây giờ mình phải làm sao đây? Chạy trốn cũng không được. Hắn là ma mà, sao trốn nổi đây? Mà không lẽ dẫn hắn về nhà hại thầy của mình? Phải chi hồi xưa thầy được nên gây quả lớn. Cử Hiền, đã tới kinh thành rồi. Ngươi chỉ cần chỉ nhà của hắn cho ta, ta sẽ không bắt ngươi vào cùng, để ngươi không phải mang tiếng là kẻ hại thầy đâu. Không sao đâu, nếu đã là nghiệp duyên thì không tránh được. Anh cứ về cùng với tôi, tôi sẽ nói với thầy anh là bạn cùng như thế. Không cản được, nhưng mình cũng phải nghĩ cách gì đó để hóa giải chuyện này. Nhưng mà cách gì đây? Anh hứa với tôi một chuyện. Anh nói đi. Tôi tá túc nhà thầy để đi thi. Nếu trước khi thi mà nhà thầy có chuyện thì tôi sẽ điên mất. Tôi không có tâm trí gì mà thi cử được nữa. Chính vì vậy, để khi thi hội xong anh hãy ra tay, được không? Được. Tốt quá. Thầy tưởng con ngại con không đến. Còn đây là dạ thưa thầy, đây cũng là huynh đệ sĩ tử cùng trên đường với con. Trên đường đi thi hai người gặp nhau kết thành huynh đệ. Mong thầy cho tá túc. Còn phải hỏi, dĩ nhiên là phải được rồi. Được rồi. Nhân à. Nhân. Dạ. Ra đây con, lại đi con. Dạ cha. Chào anh Hiền với anh đi con. Chào anh Hiền, chào anh. Đây chính là thần đồng thư phú mới xuất hiện ở đất Kinh Kỳ đây sao? Chà, mới không gặp chưa được một tháng mà đã cao giọt lên rồi ha. Anh khen nó quá, làm em nó hư mất bây giờ. Dạ không quá chút nào đâu thầy. Trên đường tới đây, con nghe xôn xao bàn tán về cậu bé làm thơ tiếng vua, cứ muốn khoe là con trai của thầy tôi đó. Thôi, chắc đường xa mang nặng mệt lắm rồi. Hai đứa vô nhà nghỉ đi. Dạ. Để con vô chuẩn bị nha. Ta đã biết cách làm sao để ngươi phải đau đớn. Không ngờ thầy trò ta lại gặp nhau ở chốn Kinh Kỳ này, thiệt là vui quá. Hôm nay phải uống cho say. Mới tới, khoan nghĩ đến chuyện ôn thi đã, mọi chuyện hãy để ngày mai. Hôm nay chúng ta phải uống cho thiết là say. Thank you.
Nào, chúng ta hãy cạn ly. Uống từ sớm đến giờ cũng gần cạn bầu rượu rồi mà anh bạn đây không nói tiếng nào hết. Coi bộ anh bạn ít nói quá hả? Thầy Đặng, con có thể hỏi thầy một câu được không? Tưởng gì, 10 câu cũng được, cứ hỏi đi. Nếu như con thi đậu làm quan rồi được người ta đút lót để chạy án, thầy sẽ khuyên tụi con là nhận hay không nhận? Chuyện này thẳng lắm, thẳng thắn lắm, tốt tốt. Nếu thi đỗ làm quan, các con ít nhiều cũng phải đối mặt với chuyện này. Thầy không có câu trả lời chính xác, tùy theo hoàn cảnh mà giải quyết. Miễn sao lương tâm mình đừng có dây dứt là được rồi. Tùy hoàn cảnh. Có phải đối với những tử tù nhận là tốt nhất? Tại vì khi đã bị giết rồi thì sẽ không một ai phát hiện, có phải không thầy Đặng? Anh, thầy đã có bao giờ gặp chuyện như vậy chứ? Ta... Rồi lương tâm của thầy có bị cắn rứt không hả thầy Đặng? Ta... Anh say rồi. Thôi đường xa mệt mỏi lắm rồi, tụi con xin phép thầy, tụi con nghỉ ngơi. Con cứ bình tĩnh mà làm bài, đừng có căng thẳng quá. Dạ. Thầy ơi, thầy hãy giữ gìn, cẩn thận. Lo cho con đi, ta ở nhà thôi, có gì mà phải cẩn thận giữ gìn? Ta thấy con có vẻ lo ra quá vậy. Dạ. Có chuyện gì vậy? Sao anh bạn của con không đi chung với con mà lại đi trước? Dạ, anh cần phải mua thêm một ít đồ thầy. Không sao đâu thầy. Chào thầy, con đi. Con đi đi, kẻo kể. Dạ. Dạ, anh đi thi tốt nha. Con chào thầy. Ráng thi tốt nha con. Dạ, con đi. Nè, con phải cố gắng mà học hỏi ảnh. Giàu hay nghèo gì cũng phải có chí nha con. Dạ cha. Sao vậy Nhân? Dạ Nhân đâu? Dạ Nhân? Dạ Nhân đâu? Dạ Nhân? Nhanh lên! Nhân, con tự bị sao vậy ông? Chắc bị con mang gì đó. Kêu thầy thuốc mang. Dạ dạ. Nhân, Nhân, con sao vậy? Hả? Con giết người, con giết người. Nhân à, là cha này con. Phải đền mẹ. Là cha này con. Đầu giết người, đầu giết người. Nhân à, Nhân. Đầu giết người. Giết người, ta giết người. Nhớ, con bình tĩnh đi cậu ơi, bình tĩnh đi cậu. Tôi muốn giết người, tôi muốn giết người. Cậu có làm vậy không cậu? Giết người, ta giết người. Kêu thầy thuốc liền cho ta. Dạ. Giết người. Còn nhiều trò lắm, hãy cứ chờ mà xem. Tôi muốn giết người. Tôi phải trả thù. Tôi muốn giết người. Tôi phải trả thù. Kẻ người ta đi con. Không phải nhanh cả, không dễ sợ. Tôi phải giết người. Anh con ơi, đừng giết người. Anh con ơi, đừng giết người kìa. Tôi muốn giết người. Trời ơi, đừng giết người kìa. Con ơi, trời ơi, trời ơi, con. Nó chạy được kế kìa. Nó chạy rồi. Dạ, nó chạy mất tiêu rồi. Ơi, con tôi giết người rồi. Nhân ơi, Nhân, Nhân con ơi. Ngươi còn phải trải qua tình cảnh của ta nữa kìa. Thả tôi ra, thả Nhân tôi ơi, ra. Con ơi là con. Trời ơi, thả ta ra. Tại sao con tôi lại ra nông nổi như thế này? Con ơi, thả ra. Con. Dạ bẩm ông, cơm cho công tử. Nó đang lên cơn điên loạn như thế này, ra. Làm sao mà nó ăn nổi chứ? Thả tôi ra, thả tôi ra.
Tara, Tara. Tara. Tình hình nhà bên đó làm sao rồi? Dạ bẩm, thằng bé tỉnh rồi, nhưng còn bà mẹ. Bà mẹ làm sao? Dạ bà mẹ mất rồi. Hả? Ông ơi ông, ông ơi, ông ơi ông. Ông ơi, ông ơi, có chuyện gì mà ồn ào ngoài đó vậy? Người nhà của nạn nhân đem xét đến đội đền mạng. Giờ sao ông? Kêu người nhà vô gặp ta. Dạ bẩm ông, lỡ người ta bắt công tử thì sao? Chuẩn bị xe, thương lượng xong ta sẽ tới nhà quan trấn này. Dạ. Ở nhà mày lo nói cho ta, nghe chưa? Dạ, dạ. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn bắt rồi. Không, mau bắt nó lại. Dạ. Bắt nó lại cho ta. Nhân ơi, con. Cháu tôi vừa mới tỉnh nhưng còn mê man. Mẹ nó thì chết rồi, giờ nó mất mẹ, quan tính sao quan? Chuyện này xảy ra quá nhanh, ngoài ý muốn của ta. Nhà có người điên á thì bắt nhốt lại, để nó chạy ra đường rồi ngài nói là ngoài ý muốn. Con ta không có điên. Không điên á mà sao chạy ra đường đâm chém lộn xả? Ngài nói vậy á, tôi đi báo quan nha, để cho họ xét xử. Nè 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 nè, khoan, bình tĩnh, ngồi xuống đi. Ý ta không phải vậy. Ý của ta muốn nói là đó cũng chỉ là tai nạn của nhà ta thôi. Con của ta đang khỏe mạnh ngoan ngoãn, không hiểu sao tự nhiên lên cơn rồi chạy ra đường. Hôm nay ta muốn gặp các người để mà thương lượng. Bao nhiêu phí tổn tan ma ta sẽ chịu hết. Hơn nữa ta sẽ bù đắp cho gia quyến 1.000 lạng bạc. Còn nữa, ta sẽ chịu trách nhiệm lo cho cháu nhỏ đi ăn học cho tới 18 tuổi. À, các người thấy sao? Không xong rồi ông ơi, không xong rồi. Chuyện gì? Dạ, cô Linh tới bắt cậu đi. Đi. Dạ, đi mau. Thả ra. Thả ra ra, tao muốn giết người. Thả ra. Các người có lệnh chưa mà đòi bắt người hả? Không những có lệnh mà còn lệnh sự sớm nữa. Con trai của ngài giết người, đang chứng chứ còn đó. Đến chúng tôi tới đây để bắt đi. Thả ta ra. Buông con ta ra. Thả ta ra. Các người không thấy nó điên dại dại, nó gây tội mà có biết đâu. Giết người. Buông nó ra. Con sao con? Nó bị gì vậy? Có sao không con? Chắc bị điên rồi. Ủa cha, nó đâu có bị điên đâu. Sao đông người quá vậy? Sao mấy người này lại bắt con? Nhân, con hết bệnh rồi sao? Con đâu có bệnh gì đâu cha. Sao mấy người này lại? Con trai của ngài như vậy mà ngài nói không bị gì à? Xin thứ lỗi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Cha, xin lỗi ngài. Mời ngài về phủ nói chuyện. Người dám à? Cha, cứu con cha. Lên, bỏ con ta ra. Cha, thả nó ra. Ý ngài muốn sao? Con tôi là một thần đồng, bỗng nhiên bị phát bệnh, điều này ngài biết rõ mà. Giờ nó lúc tỉnh lúc mê, lại còn bị giam nữa. Làm cha sao tôi chịu nổi chứ. Hôm nay tôi tới đây là để nhờ ông giúp cho thả thằng nhỏ ra. Vụ này án điểm, con trai quan lang Trung Bộ Hình gây án mạng, làm bất bình khắp thiên hạ. Trên chỉ xuống, phải xử nghiêm. Khó lắm. Tôi trong hệ thống này, làm sao tôi không hiểu chuyện chứ. Dù có tiêu tan sản nghiệp, miễn sao có cách cứu được con tôi sẽ chồng đủ. Xin cảm ơn ngài đã thông cảm. Xin ngài lo giúp giùm con tôi. Khi nào thả được thằng nhỏ ra, tôi sẽ hậu tạ thêm cho ngài. Nghe nói năm xưa nhà ngươi cũng chuyên ăn chặn của bọn tử tù, lấy của đút rồi giếm luôn, mặc chúng bị chém. Vậy bây giờ hà cớ gì ta phải cứu con ngươi? Không biết do mái kiểu gì mà cậu có lúc tỉnh lúc điên, mà mỗi lần điên lên là quay qua chửi cha đồ quan tha mang chặn.
ra, thả ta ra. Thầy đâu? À, dạ, ông chủ nói tôi chuẩn bị xe để qua nhà quan trấn rồi. Chắc là lại đi chạy cho công tử. Dạ con xin phép. Thả ta ra. Anh đâu rồi? Anh có ở đây không? Sao rồi? Làm bài được không? Anh phải làm tới mức như vậy sao? Ta sẽ giết ngươi. Ta phải giết ngươi. Đồ tham quan, đồ ăn chặn. Nhà hắn ta đã có ai chết đâu mà anh phải lo. Nhưng thằng bé nó có tội tình gì mà anh phải hại nó ra nông nỗi này chứ? Cha mẹ tôi, vợ con tôi cũng đau đớn như lão ta trong lúc chạy trọt cho tôi lúc tôi đang ở tù. Nhà tôi thì không có củ nổi củ chìm như lão ta, cho nên cả nhà của tôi đã khánh kiệt trong lúc chạy trọt cho tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng chết đó thôi. Đồ tham quá, đồ ăn chặn. Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Nhưng bây giờ phải làm sao thì anh mới tha cho thầy tôi đây? Không làm sao hết. Gây thù chuốc oán, hắn ta phải trả tội lỗi của hắn ta từng chuyện một. Nè, anh Bản, anh đâu rồi? Đang nói chuyện chưa xong mà. Anh Bản à? Con à, con nói chuyện với ai vậy? Dạ không thầy. Thầy lo việc của em tới đâu rồi? Ngồi đi. Dạ. Thầy à, thầy lo chuyện của em Nhân tới đâu rồi thầy? Quan trấn đã hứa chạy giùm rồi, cũng đỡ lo một mối. Giờ thầy phải kiếm thầy chữa cho nó. Thầy nói quan trấn hứa là hứa sao hả thầy? Thì án lệnh từ trên đưa xuống nhiều cấp nên phải trả từng cấp thôi. Ông đã lấy tiền của thầy rồi sao? Thì rồi chứ sao. Mà tại sao con lại hỏi vậy? Gây thù chuốc oán, hắn ta phải trả tội lỗi của hắn ta từng chuyện một. Thầy à, con nghe là hắn sẽ giếm luôn số bạc đó rồi bỏ mặc cho em Nhân bị bắt đi. Ta đích thân tới nhà nói chuyện, hắn đã nhận lời rồi, chắc không nên hỏi đâu. Thầy à, hả? Chắc thầy còn nhớ chuyện năm xưa thầy nhận giúp một tử tù, đó là một tên cướp bị tuyên án tử. Sao con lại biết chuyện này? Nếu như theo đúng chuyện đó thì diễn tiến sự việc sẽ là như vậy. Ta muốn giết ngươi. Sao? Ta muốn giết ngươi. Sao con lại biết chuyện này? Chẳng lẽ là ta muốn giết ngươi. Con quen với người đó à? Dạ không, tạm thời bây giờ con chưa nói được. Nhưng nếu như mà thầy tin con xin thầy hãy tìm cách khác đi. Ta đã hiểu rồi. Dạ. Ta phải giết ngươi. Thả ta ra. Tại sao anh xen vào chuyện của tôi? Anh đừng để tôi điên lên đó. Tôi không thể nào thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, người bị hại là thằng bé vô tội này. Anh nói lên kinh thi lạp quan để đòi công bằng cho dân lành. Rốt cuộc ngươi cũng như hắn, đứng về phía kẻ mạnh. Tất cả các người đều như nhau, một lũ quan lại sâu bọ bức hại dân đen. Đã vậy thì tôi cho anh hay, nếu anh mà làm tới, tôi sẽ không nể anh nữa. Tôi sẽ cho anh đi đời theo hắn, một lũ tham quan ô lại. Cứ cho là khi trước anh là dân đen, bị ức hiếp là kẻ yếu thế, nhưng mà kẻ mạnh bây giờ là anh đó. Anh đứng trong bóng tối, dùng ma thuật hắc ám đi hại người. Tôi sẽ cho anh thấy quan lại cũng có dám bị được, không phải ai cũng như anh nghĩ. Nếu vậy thì từ nay trở đi tôi với anh sẽ là đối thủ. Anh có chuyện gì thì đừng trách tôi. Tuy là có người ta tham lam độc ác, nhưng mà họ cũng biết sợ ma quỷ thần thánh, biết quay đầu ăn năn và hối cải. Tôi không tin. Tôi sẽ làm mọi cách để cứu thằng nhỏ tội nghiệp này.
và tôi sẽ coi như đó là thử thách bản lĩnh quan trường của tôi. Còn nếu không, chẳng thà tôi đừng bao giờ thi đậu làm quan làm gì nữa. Rốt cuộc thì ngươi cũng giống như tên án sát đẳng mà thôi. Cẩn thận đó, có chừng ta đó. Có chuyện gì mà ông ta quay lại? Dạ con không biết. Ra ngoài đi. Dạ. Có chuyện gì mà ngài quay trở lại đây? Ta tới đây để nói cho ngươi biết là ta đã biết ý định của ngươi. Chắc ngươi thắc mắc tại sao ta biết. Bởi vì năm xưa ta cũng đã từng làm giống ngươi, nhận bài của tên tử tù rồi bỏ mặc cho hắn chết. Có lẽ bây giờ ta đang bị quả báo. Ý của ông là ta đã làm đúng như những gì ngươi đang làm, giếm tiền của tên tử tù rồi lơ đi. Kết quả là bây giờ con ta như bị ma ám, suốt ngày cứ chỉ mặt ta tố cáo chuyện xưa, mà chuyện này không ai biết hết, chỉ ngoài trừ ta thôi. Ngươi biết sợ thần thánh hai giai thì đừng đi theo vết xe đổ của ta. Ông tính đem chuyện ma quỷ ra để hù ta, tưởng ta sợ sao? Ta không có hù ngươi, ta chỉ kể chuyện cho ngươi nghe thôi. Cứ quan sát con ta rồi ngươi sẽ biết. Không lẽ chuyện nghiệp báo là có thật? Nếu vậy ta giết mớ bạn này thì sau này con ta, ông này chức cao bổng hậu hơn mình mà còn bị làm ra như vậy, huống chi chức quan còn con như mình. Linh! Dạ. Dạ quan kêu con. Ngươi cầm số bạc này trả cho quan án và lên quan phủ báo rằng con quan án bị tâm thần bất định, gây tai nạn chứ không có ý giết người, rõ chưa? Dạ. Không lẽ tên Cử Hiền nói đúng, con người vẫn có lòng chắc ẩn, vẫn biết sợ trời đất? Không, đó là do hắn ta sợ bị báo thù, chứ không phải hắn ta ăn năn. Ta phải tiếp tục báo thù. Ta phải tiếp tục báo thù. Em rồi, thả nó ra đi. Ta phải giết người. Cậu hay ra. Dạ. Cậu hết ra. Bỏ đi cậu. Cậu hả ra. Ta phải giết người. Nhân. Trời ơi. Thôi cậu. Sao vậy con? Bình lại đi cậu. Con tôi. Nhân ơi. Anh đâu rồi? Anh có ở đây không? Anh đâu rồi? Anh ra đây đi. Sao hả? Đã kiếm mọi cách để cứu chữa vẫn không được đúng không? Tôi đã nói với anh rồi, lão già đó phải đau khổ tới chết. Làm sao để cho thằng nhỏ tỉnh lại? Anh nói đi. Tại sao tôi phải nói với anh? Thầy tôi từ trước rồi, anh còn muốn gì nữa? Quá trễ rồi. Tôi muốn lão ta phải nhìn thấy con lão ta chết. Anh đừng để tôi phải hại anh. Tôi nói cho anh biết, chỉ cần một điểm của ở mộ thôi thì vĩnh viễn cuộc đời này anh sẽ không đầu thai được. Anh nhắc tôi nữa hả? Anh nên nhớ, tôi là một con ma. Chỉ có một cách, muốn cứu thằng nhỏ, cha nó phải ra đầu thú. Nếu nói ra thì lão ta sẽ đi tù. Anh cá không? Tôi dám cá là ông thầy đạo đức giả của anh sẽ không dám làm điều đó. Anh nói cái gì? Ra đầu thú? Nhưng anh không được chỉ đường cho lão ta. Nếu anh chỉ ra một câu, anh sẽ chết ngay lập tức.
Nói cho anh biết, anh đã thi đậu rồi. Chết sớm quá sẽ không thể làm quan để ăn hối lộ đâu. Tiếc lắm đó. Làm con người thấy chết mà không cứu, thấy thầy tôi gặp nạn mà không thể nào đền ơn đáp nghĩa được thì có làm quan cũng hỏng thôi. Và suốt cả cuộc đời này sống dằn vặt lương tâm mà thôi. Ngươi, con nói sao? Thầy phải ra đầu thú à? Thì bạn hôm trước đi cùng với con chính là người đó. Hèn gì đêm đó thầy hãy tha lỗi cho con không còn cách nào khác phải dẫn anh ta về nhà thầy. Nhưng nếu không cho thì anh ta cũng bám theo. Con nghĩ là thà mình chủ động còn hơn. Nhưng không ngờ thi cử cứ kéo dài ra, khiến cho con trở tay không kịp. Đó là nghiệp chướng ta gieo, ta phải gặt. Con không phải tự trách mình. Thì ra âm hồn của người đó muốn ta ra đầu. Còn về phần em nhân, ta chỉ cần đi lấy xương cốt của người tử tù năm xưa đem đi cải táng và xây cất đàng hoàng thì em nhân sẽ khỏi bệnh. Thật ra anh không nói tôi cũng sẽ từ quan lui về ở ẩn, ăn năn hối lỗi. Năm xưa tôi có lỗi với anh, nay tôi xin tạ tội, xin anh hãy tha cho con tôi. À, cô cho tôi gửi tiền. Dạ cảm ơn. Gửi tiền cho cô. Dạ cảm ơn ạ. Chú mua củi đi chú. Mới đúng về tức thì luôn đó chú ơi. Hôm nay chợ hơi vắng nên bán cái gì cũng chậm. Quynh dùng chén nước cho mát. Thật là ngại quá. Ngày nào muội cũng mời ta uống nước, mà lần nào ta xin trả tiền muội cũng không bao giờ chịu nhận. Có đáng xá gì đâu mà Quynh phải ngại chứ. Có cái bánh nhà gói muội mang theo, Quynh ăn đi. Muội mà cứ như vậy hoài, ta không biết phải lấy cái gì mà đền đáp nữa. Mà nè, trả cái chén chứ. Quynh uống nữa không? Cảm ơn muội. Nè, bây giờ cậu là hàng sinh, biết đâu nay mai cậu công thành danh toại rồi, đừng có quên người ta nha. Tôi theo nghiệp cầm bút, mai ít rủi nhiều, học tài thi phận, cho nên cũng không dám nói trước được điều gì. Cô nghe chưa cô Xuân? Người ta có ăn học, ăn nói có khác à. Tôi mà như cô hả, tôi đem người ta về nuôi luôn á, lo cho học, không có làm gì khác á. Chà, cái bàn tay thư sinh mà phải đi chặt củi độ nhật, tôi thấy thiệt là tội nghiệp à.
Thằng Đăng, thằng Đăng đâu rồi? Mày đi ra đây. Tại sao đã quá ba ngày rồi mà mày không đem lúa trả cho tao vậy hả? Dạ thưa chú, chú thông cảm Thư Thư cho con ít bữa. Bữa giờ con cũng cố gắng lắm, nhưng mà chưa có gom đủ lúa để trả chú. Một hộp gạo mà mày cũng không có mà ăn nữa, gom cái gì trả cho tao chứ? Thì bởi vậy con mới xin chú Thư Thư cho con ít bữa, để con đi dây bữa người khác con trả lại cho chú. Không có thông cảm gì hết á. Tao phải lấy cái gì để trừ nợ mới được. Chú ơi, chú, trong nhà con không có cái gì để chú lấy đâu chú. Chú ở trong không có gì đâu chú. Con nói thiệt á, nhà con không có gì để chú lấy đâu chú. Nhà gì đâu không có món đồ gì giá trị hết á. Dạ. Bộ đồ. Mày lột bộ đồ mày ra. Ê, chú, con có một bộ đồ này duy nhất thôi chú. Chú à, bây giờ chú lấy của con rồi con lấy gì con đi ra đường. Mà con không đi ra đường á, sao con đốn củi, con gom gạo con trả cho chú. Chú thông cảm giùm con đi, con xin chú mà chú. Có rồi nè, cái lư hương. Chú ơi, cái lư hương này là để mày con thờ ra. Cha thờ mẹ con mà chú đừng lấy chú. Chú ơi. Mày buông ra. Chú ơi. Nè, tao lấy cái lư hương này về, khi nào mày trả lúa đủ cho tao thì tao cho mày chủ. Vậy đi ha. Chú ơi. Cha mẹ ơi, con đúng là đứa con bất hiếu mà. Xuân, nàng Thu Loan ra kìa. Ui cha, sao hôm nay nhìn nàng đẹp quá Huynh à. Cái này người ta gọi là tuyệt sắc giai nhân. Mà để nghe nói đâu á, nhà thầy đã hứa hôn cho ái nữ rồi. Huynh đừng có mà mơ nha. Ta không bao giờ mơ mộng tới những điều đó đâu. Có trò đây. Con rất tiến bộ, bài làm xuất sắc, cố gắng trau dồi, thì khoa thi sau này thầy tin chắc rằng con sẽ đỗ thật cao. Thầy rất mừng. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều. Đây. Đây. Dạ thầy. Của trò đây. Dạ. Nè, bài làm của trò khá lắm. Ê, Quynh. Dạ. Vậy là Quynh có cơ hội rồi nha. Cơ dạ. Hội gì? Thì cơ hội làm hiền tế sư phụ chứ còn cơ hội gì nữa. Dớ dẫn, ta chưa đạt được công danh, ta sẽ không bao giờ mơ mộng tới những chuyện đó. Đây, của trò, cố gắng hơn nữa nghe. Dạ. Nè, Năng, ra đây biểu. Tao tìm mày nãy giờ đó. Dạ, con chào chú. Chú tìm con chi? Con đã hứa với chú là ít bữa nữa con gom đủ gạo rồi con trả cho chú mà.
Tao tìm mày có đòi nợ đâu mà mày nói vậy? Trời ơi, dễ gì. Chú lần nào tìm con mà không đòi nợ. Chứ không lẽ hôm nay chú gặp con để chú cho con tiền hả? Nó cũng gần giống như vậy đó. Hứ? Đúng là mày có phước mà không biết hưởng mà. Có người đẹp lo lắng rồi trả nợ giùm cho nữa. Thu Loan hả chú? Thu Loan cái đầu mày. Người trả nợ cho mày là cô Xuân đó. Không có cô Xuân trả nợ cho mày hả? Tao không để y cho mày đâu. Từ nay về sau á, coi như tao với mày hết nợ rồi nha. Tao về à. Quên nữa. Nè, trả cho mày cái lương hương á. Tao về nha. Vậy là dứt nợ thiệt cho chú. Gì đâu? Ta biết hết rồi. Chính muội đã thay ta trả nợ số lúa đó. À, không sao đâu, Quỳnh đừng có bận tâm. Ừ. Ta nhất định sẽ tìm cách để trả lại cho muội công ơn này. Ta nguyện ghi lòng tạc dạ. Quỳnh là người có tài, có chí lớn, không lẽ để những chuyện quẳng con như vậy làm cản trở Quỳnh sao? Yên tâm mà dùi mài kinh sử đi. Muội chỉ muốn góp một phần nhỏ thôi. Đa tạ nàng. Hình như là có ai đã kêu cứu thì phải. Cứu tôi! Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi! Lão Bá ơi! Lão Bá! Lão Bá! Lão Bá! Yên tâm đi, có con ở đây rồi. Để con kéo lão lên. Từ từ thôi. Lão Bá! Lão Bá vô đây ngồi nè. Tôi già thật lắm cấm. Đi quanh không đi mà đi thẳng. Để cho lọt té. Thật là cảm ơn cậu. Dạ. Lão Bá, chắc lão đói lắm hả? Ở đây có cái bánh. Lão Bá dục tạm đi cho đỡ đói. Có nước nữa nè lão Bá. Cậu thật là tốt bụng. Nhìn cậu khôi ngô tuấn tú như vậy, sao lại đi làm tiều phu vậy? Dạ, không giấu gì lão Bá, con đang dùi mài kinh sử. Nhưng mà gia cảnh con khó khăn quá, cho nên mới phải vô rừng đốn củi để kiếm sống. Cậu có nhớ ngày tháng năm sanh không? Dạ, nhớ chứ. Nhưng mà tại sao lão Bá lại quan tâm tới ngày tháng năm sinh của con? Tôi biết coi tử vi, coi tướng.
Để tôi coi cho cậu một quẻ thử coi nha. Dạ, con sinh vào giờ dần, ngày mão, tháng dần, năm bính tý ạ. Song thân của cậu chết sớm lắm phải không? Sao? Sao lão bá biết chuyện này? Cậu tự lập từ nhỏ, nhiều phen cậu lao đao, nhưng mà may mắn có quý nhân giúp đỡ. Dạ, đúng như vậy à. Hàng xóm xung quanh con ai cũng thấy thương tình mà giúp đỡ hết. Tướng mạo của cậu thuộc hàng quý tướng, lại nắm lá số vinh hiển ít ai bì. Chúc mừng cậu, sau này công danh hiển hách rồi, đừng quên mở hàng gì. Lão bá ơi, lão bá. Như vậy có nghĩa là ta đã gặp được tiên ông. Ai nhỉ? Không biết là thật hay là mơ nữa, nhưng ta có cảm giác là ta sẽ sớm trở thành trại quyên. Ta sẽ được làm quan. Ta sắp được làm quan rồi. Danh hiển hách rồi, đừng quên thổ hàng gì. Như vậy là ta sẽ sớm trở thành trạng nguyên, sẽ trở nên giàu sang phú quý. Sau này sẽ không còn ai dám khinh thường ta nữa. Ngươi, ngươi sẽ không bao giờ được khinh thường ta. Không bao giờ được đâu. Cây à, kiến, mi cũng không được phép khinh thường ta. Ta là quái cạn mà. Ta là quái cản mà. Nếu tốt lắm, nếu tốt lắm, ghé tới bây giờ là tốt lắm rồi đấy. Đeo đây, đeo đây. Kêu vậy tốt. Mời mời, nguyên cuối đây, tạm chí. Bao nhiêu tiền một bó củi? Anh ơi, bao nhiêu tiền một bó củi vậy? Mày có bị điếc không? Buôn bán gì kỳ, người ta hỏi mấy lần trả lời vậy? Buôn bán như mày á, dẹp luôn cho rồi đi. Đồ nghèo mà còn là biến làm nhát. Đợi đó, một ngày nào đó tụi bay sẽ quỳ dưới chân tao. Có thích á thì quay lại đi, lấy hết bó củi đi. Năng, Năng, người ta mua củi kìa, sao mày không bán? Mày tưởng mày giàu mày không thích bán củi cho người ta hả? Cái thằng này hôm nay nguyện sao á. Thằng Năng đâu? Thằng Năng đâu rồi? Mày trốn đâu rồi hả Năng? Ra đây mau. Mày ra đây. Bà làm cái gì mà ôm sòm quá vậy? Bà có biết là bà đang phá hỏng cái giấc ngủ của tôi không? Trời đất ơi, hôm nay mày bị điên hả? Mày nên nhớ, tao là chủ nợ của mày. Mày là con nợ của tao. Tao tới đây để đòi nợ mày, chứ tao không có rảnh để mày đi thăm mày. Mày còn nợ tao cả vốn lẫn lãi, gần 50 lạng bạc. Hôm nay mà không trả, tao cho người tới dỡ nhà mày. Dỡ nhà tôi? Bà dỡ đi, dỡ liền đi. Nè, tôi nói cho bà biết trước, bà mà dỡ nhà tôi, sau này bà tới đây quỳ trước mặt tôi để xin lợp lại tôi cũng không cho đâu. Mày, cái tội mà dỡ nhà của tôi cộng với cái tội lăng mạ tôi,
thì nó đáng tù 10 năm bà có biết không? Mày nói cái gì? Nè, sau này mà tôi trở thành trạng nguyên á, người đầu tiên mà tôi nhớ tới là bà. Trời đất ơi, mày hôm nay mày bị ma nhập hay sao mà ăn nói ba trợn vậy hả? Đồ điên. Tôi điên đó rồi sao hả? Trời đất ơi, mày uống lộn thuốc rồi hả? Tao đốt nhà mày cũng còn được, chứ đừng có nói là phá vỡ nhà mày. Tao kỳ hẹn cho mày nợ trong 3 ngày, nếu mày không trả, tao đốt nhà cho mày đi ăn mày luôn. Đốt đi, ngọn đốt đi. Tôi mà thành quan trạng, đích thân tôi sẽ tới đốt nhà bà. Hãy đợi đó. Thôi mày đừng khóc nữa, mày đi sớm rồi về. Đừng khóc nữa, con lên tiền cố gắng nhiều đi. Cho nên nhà bố mẹ không có nói mọi lúc. Đa tạ nè, đã cố gắng chờ ta nha. Ta sẽ sớm trở về để vinh quy bái tổ. Ngày trở về chắc chắn ta sẽ hỏi cưới nàng. Ta đi đây. Chuyện này ta phải cố gắng, thành công ta mới về. Ừ. May quá hay Huynh ơi, tìm được cái mí quan này, chứ không thôi là đêm nay á tụi mình chết cống luôn. Tụi mình đều là những sĩ tử nghèo, đi thi thì vất vả, trong người còn một ít lộ phí, đáng lý ra là phải thuê nhà trọ để ở, còn đằng này lại lạc vào một cái mí quan. Thôi, ở mí quan hay là ở nhà trọ thì cũng như nhau, đằng nào á thì cũng chợp mắt một đêm rồi sáng sớm lại lên kinh thành để xem bảng vàng, xem có tên của mình hay không. Đến lúc đó thì sẽ trở về quê, chứ ở đây la cà làm cái gì. Ê, mai ra trên bảng vàng đề tên Trần Năng Huynh thôi, chứ thực sự chúng tôi biết khả năng của chúng tôi thế nào mà. Chẳng qua là chúng tôi muốn lên kinh thành chơi một chuyến cho biết. Để thấy Huynh ấy nói đúng lắm đó. Lúc quan coi thi đi ngang Huynh, để thấy ông ấy cứ nhìn Huynh làm bài, có vẻ thán phục Huynh lắm đó. Vậy hả? Chà, sau này có đổ quan to đừng có quên anh em tụi tôi nghe. Nhớ nha. Các người cứ khéo lo, làm sao tôi quên các người được. À, mà các Huynh, trong miếu này thờ thần linh nào vậy? Mà hai Huynh nhìn kìa, ở đây có cái pho tượng, mà nhìn bức tượng á có vẻ dân giả lắm. Hình như chúng ta đang ở làng Bọc. Chắc đây là miếu thờ của thần Quảng Lạng. Để nói như vậy có đúng không Trần Huynh? Đúng rồi đó. Thần Quảng Lạng này trước đây xuất thân từng là một nô bộc của chúa, sau khi phục vụ tận tụy tới khi chết, chúa thấy vậy mới xót xa, ban đất ban đai để cho hắn ta lập ấp lập xã. Sau này con cháu của hắn tôn hắn lên làm thần quan, chứ thật ra chẳng có một cái tài cán gì hết. Đó, các ngươi về đi. Nhìn cái pho tượng này chả khác gì một tên nô bộc. Ê, Trần Huynh, dù sao người ta cũng là bậc hiển thánh, Huynh nói nô này bộc nọ, đệ nghĩ là không có nên đâu. À Trần Huynh, đệ thấy Huynh ấy nói đúng đó. Dù gì thì người ta cũng là thần linh, mà Huynh nói như vậy là Huynh đắc tội với thần linh. Hay là Huynh mau tạ lỗi với thần linh đi. Đúng rồi đó. Tạ lỗi cái gì mà tạ lỗi, ta nói đúng chứ có nói cái gì sai đâu. Nhưng mà thôi, ta không bàn cãi với các ngươi. Các ngươi muốn làm gì thì làm. Điều bây giờ ta cần làm là đi ngủ. Dậy đi.
Quynh Trường Quynh, sao có lính xuất hiện ở đây? Chào hai vị quan sai. Hai vị tới đây có chuyện gì vậy? Xin hỏi vị nào là Trần Năng? Tôi là Trần Năng. Chúng tôi tìm ngài khắp Trường Thi. Nghe nói đêm qua ngài đã ra ngoài thành trú. Chúng tôi tìm mãi không thấy. May quá được gặp ngài ở đây. Chết rồi. Trần Năng, Quynh đã gây ra chuyện gì vậy? Các vị sai nha. Hai chúng tôi hoàn toàn không biết Quynh này. Nãy giờ chúng tôi vô tình đi từ ngoài đó thì ghé ngang vô đây thôi, hoàn toàn không biết. Xin các vị sai gia đừng bắt đúng chúng rồi, tôi. Đúng rồi. Dạ. Hai người là bạn thân của ta từ nhỏ mà. Thật không ngờ ngày hôm nay ta lại nghe được chính những lời này từ hai người. Xin các vị sai gia đừng bắt chúng tôi. Bẩm hai vị sai gia, hai vị tìm tôi có chuyện gì? Xin ra mắt Tân Trạng Nguyên. Tân Trạng Nguyên. Cho ta hỏi lại, Tân Trạng Nguyên là ai vậy? Thưa, theo kết quả công bố sáng nay, Tân Trạng Nguyên là Trần Năng. Xin mời Tân Trạng Nguyên theo chúng tôi về triều ngay bây giờ. Hoàng thượng và bá quan văn võ đang nóng lòng chờ ngài. Trần Năng Huynh, Trần Năng Huynh, du mời Trần Năng Huynh vào triều đình ghê. Đúng rồi đó Trần Năng Huynh, hay là Huynh lên triều đình đi. Huynh đi đi. Không biết là có chuyện gì mà nhà vua cho truyền ta gấp gáp như vậy? Dạ thưa, sứ thần phương Bắc vô cớ gây sự, trong triều không ai đó đáp lại hắn ta. Được biết Tân Trạng Nguyên năm nay có văn tài xuất chúng, nên hoàng thượng đã ra chiếu chỉ mời ngài về diện kiến ngay lập tức, nhằm giữ lại thể diện cho nước ta. Thì ra là như vậy. Trần Năng Huynh, để chúc cho Trần Năng Huynh thượng lộ bình an. Và đừng có quên bọn tiểu đệ này nghe. Đúng rồi đó Trần Năng Huynh, hay là Trần Năng Huynh lên triều đình ngay đi. Còn bây giờ bọn đệ sẽ về làng, rồi báo tin cho dân làng biết là Huynh đổ Trạng Nguyên. Đa tạ các ngươi, ta sẽ không bao giờ quên giây phút ngày hôm nay. Chính hai ngươi vừa bán đứng ta. Về triều đình. Trời ơi, quan Trạng giỏi quá đi. Nghe nói sứ thần á phải sợ xanh mặt mà tìm đường bỏ đi luôn á. Còn phải nói, vinh dự lắm nha. Đương kim hoàng thượng mà còn phải nhận làm nghĩa đệ nữa cơ mà. Phen này cả làng cả tổng chúng ta được hưởng phúc luôn. Quan Trạng tuổi trẻ tài cao, xuất thân cơ hàn, chắc là thương dân lắm đó. Đúng không? Đi. Mời Quynh. Dạ mời. Dạ. Đại Quynh, xưa để có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến một ngày được ngồi hầu quan Trạng như vậy. À, mà Đại Quynh, trước đây bọn đệ có làm điều gì sai trái, mong Đại Quynh thương tình bỏ qua cho. Hoặc là Đại Quynh cứ quở trách bọn đệ cũng được. Dở quá. Những cái chuyện đó lúc nào ta cũng nhớ hết, không bao giờ quên đâu nha. Uống đi. Mời Đại Huynh. Mà quan Trạng đây á là người đại nhân đại nghĩa mà, đúng không? Ừ. Những người nào trước đây dồn quan Trạng vào đường cùng, chắn là bây giờ đang phải trốn chui trốn nhủi rồi. Trần Năng đây là người biết lễ nghi, ai mà có ơn có nghĩa với ta, ta nhất định sẽ trả ơn. Nhưng mà ai có quán thì quán đó ta sẽ không bao giờ quên. Để mời sư huynh. Mời. Mời. À, mà sư huynh còn nhớ cái người bạn từ thổ Hàng Vi, Thanh Mai Trúc Mã không? Cái cô nàng tên Xuân bán nước ở chợ, cái lúc mà huynh còn bán củi kiếm sống qua ngày đó, huynh còn nhớ không? À, cô Xuân. Cái chuyện mà cô Xuân mang lúa gán nợ cho quan Trạng đây á, ở đây ai mà không biết. À, thôi sư huynh ăn đi, sư huynh uống đi. Dạ tiểu đệ mời.
Dạ. Mời. Mời Quỳnh. Ngươi còn đứng đó làm gì? Rót rượu cho mọi người đi. Dạ. Lấy đi. Thưa, là sao ạ? Tiền đó, cầm về đi. Hay không đủ, lấy hết luôn đi. Ta cho ngươi đó. Nếu như ta không lầm, thì trước đây ngươi đã từng giúp ta trả nợ. Thì bây giờ ta báo đáp công ơn của ngươi. Nhưng ta yêu cầu một điều kiện. Từ nay trở đi, ngươi không được rêu rao khắp thiên hạ là đã từng giúp quan trạng này. Có được không? Chuyện trước đây mùi giúp huynh là thấy khó nên giúp, chứ không mong chờ gì báo đáp. Huynh yên tâm, mùi sẽ không tự tiện kể lễ công ơn gì đâu. Xin cứu từ. Chỉ có mấy cái đồng bạc lẻ này thôi mà định đeo bọc quan trạng hả? Đừng có mơ. Người mà quan trạng ta nhớ nhung hàng đêm chính là nàng Thu Loan. Vô đây, quỳ xuống, quỳ xuống. Dạ, 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 bẩm quan, xin quan tha mạng. Ông có còn nhớ ta là ai không, ông Bá Hậu? Dạ, dạ, dạ nhớ ạ. Ta là con nợ của ông mà. Dạ, dạ không ạ. Bây giờ quan là quan lớn rồi, dám nghĩ vậy đâu ạ. Nợ của ông á thì ta không còn, nhưng ông còn nợ ta. Ông dạ. Nợ ta. Ông khiến ta trở thành một đứa con bất hiếu. Dạ. Chính ông đã lấy cái lương gia của ta, khiến ta dạ. không thờ được cha thờ mẹ ta. Dạ. Xin quan tha mạng. Dạ. Lên xin đâu? Quan tha mạng. Dạ. Phạt ông ta 20 hèo cho ta. Dạ. Dạ. Quan ơi. Quan ơi. Quan ơi, tha mạng. Thôi đủ rồi, không cần đánh ông nữa. Dạ, đội ơn quan. Dạ. Tội ông khiến ta bất hiếu. Dạ. Chuyện đó ta cho qua. Dạ. Nhưng còn lĩnh đâu? Dạ. Lấy cho ta cái lư hương, cắm vào đó một nén nhang. Lấy dạ, đi. Dạ. 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 Dạ quan. Xin quan. Không có gì đâu, ông đừng có quá lo sợ. Ta chỉ muốn nhờ ông báo hiếu giùm cha mẹ ta thôi. Dạ. Quan ơi. Để lư hương lên đầu ông. Dạ. Cầm. Ông phải cầm cái lư hương này, quỳ ở đây cho tới khi nào nhang tàn thì ông mới được phép đi về. Dạ. Quan, quan ơi, tha mạng cho con đi quan ơi. Quan, con lỡ dạy mà quan. Quan. Ôi, ê, mấy anh lính ơi. Mấy anh, mấy người đưa tôi đi mấy đâu anh vậy? Bắt tôi đi đâu vậy? Ra đi mà. Ê, mấy anh lính ơi. Mấy anh lính dạ, ơi. Cứu. Thu Loan ơi, mở cửa cho cha đi con. Thu Loan. Thu Loan à, có gì thì cứ nói với cha một tiếng, cha sẽ kiện tới triều đình. Dù nó có làm chức quan gì đi nữa, cha cũng quyết liều chết để đòi lại công bằng cho con. Nghe cha nè, hãy mở cửa cho cha đi con. Con ơi. Thu Loan ơi, Thu Loan ơi, Thu Loan. Mở cửa cho cha đi con. Thu Loan. Con ơi. Vô đây, quỳ xuống. Ôi cha. Bà có còn nhớ ta là ai không? Dạ. 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 Dạ thưa quan. Sao lại là quan? Ta là con nợ của bà, bộ bà quên à? Dạ. Dạ.
Ngày hôm nay ta sai lính mời bà tới đây là để trả nợ cho bà mà. Bà hiểu không? Bà còn nhớ ta nợ bà bao nhiêu tiền không? Dạ, cả vốn lẫn lời gần 50 lạng bạc, thưa quan. 50 lạng bạc à? Dạ. Nếu như vậy, ngày hôm nay ta sẽ trả cho bà 100 lạng bạc, có được không? Dạ. Dạ, hoàng tốt quá. Dạ, hoàng rất là từ bi. Đúng rồi, dạ. Ta là một người trọng nhân nghĩa. Dạ. Ai mà ta nợ thì ta sẽ trả gấp đôi. Ở đây là 100 lượng bạc, lấy đi. Dạ. Không được lấy bằng tay. Phải ngậm bằng miệng cho ta. Dạ. Lĩnh đâu? Dạ. Bắt bà ta ngậm cho ta. Dạ. Dạ, dạ quan ơi. Tha cho con biết tội con rồi quan ơi. Quan ơi, quan ơi, tha tội cho con quan ơi. Ngậm nhanh lên. Quan ơi. Bắt bà ta ngậm hết. Nhanh lên. Từng lạng một. Nhanh lên. Ngậm hết đi. Ngậm nữa đi. Thầy ơi, tới khúc trước mình nghỉ chân chút nha thầy. Tới đây đi. Thôi, tôi mệt quá. Chúng ta hãy dừng chân, nghỉ mệt chút đi. Uống nước không? Thôi. Thầy Đồ à, thầy đã suy nghĩ kỹ chưa khi quyết định theo vụ kiện này? Bộ thầy không biết thân thế quán hay sao? Ôi trời ơi, thiệt là khổ à. Đội đơn lên, từ huyện lên phủ, từ phủ lên tổng, điều tra ra sao? Hôm nay á, ông đúng là ăn gan trời mới dám đội đơn lên tới hoàng thượng. Tôi phải liều chết để đòi lại công bằng cho con gái của tôi. Tôi đã thề trước vong linh của con gái tôi rồi. Xin lỗi thầy, dù gì á, con gái của thầy cũng đã chết và không sống lại được. Thầy làm như vậy á, chỉ đọa đày thân thể của mình thôi. Con gái của tôi đi không còn sống nữa, nhưng tôi không thể để cho cái chết của nó trở thành vô nghĩa. Tôi phải kiện tới cùng để không còn ai bị hắn ức hiếp nữa. Dạ, xin chào quý huynh đài. Xin lỗi, qua câu chuyện các vị vừa bàn, có phải là đang nói về một tên tham quan vô lại nào đó? Hắn là ai? Đã làm gì thất đức? Cẩn thận, coi chừng tay chân của hắn. Đúng rồi, chúng ta không thể nói chuyện với người lạ được. Mình đâu biết ông ta là ai. Chúng tôi đang tìm đường về kinh thành để kiện một kẻ đê tiện. Nhìn quý huynh đài đây, chắc cũng là người chính trực, nên tôi không ngại nói thẳng. Nếu như ông có đủ bằng chứng để kiện hắn thì không khó. Chính tôi là bằng chứng. Chính tôi là nạn nhân của hắn. Con gái của tôi bị hắn cưỡng hiếp, nó không chịu nổi nhục nhã nên đã quyên sinh. Hắn là ai? Ông nói đi. Hắn là Trần Năng, kẻ vừa được phong quan trạng. Đại nhân, lại là hắn. Chúng ta đã cầm trong tay 3 đơn kiện có cùng một tội: hiếp đáp dân lành, cưỡng ép thanh nữ. Tội ác tày trời, không thể dung thứ. Tới nơi, nếu quả thật là như vậy, nhất định ta sẽ tiền trảm hậu tấu. Hạ quan sẽ điều một đội binh đến để trấn áp hắn. Nói vậy quý huynh đài đây là Khâm Sai đại nhân. Hả? Khâm Sai đại nhân? Khâm Sai đại nhân, các ngươi còn không mau ra mắt Khâm Sai đại nhân. Dạ. Thật là phúc đức gặp được ngài ở đây. Con gái của tôi chắc chắn được giải oan rồi. Tiếp theo, Phương Cả Làng Đào, một khối kỳ nam, Phương Cả Làng Giàu, một thùng hương dầu quế, cô Nguyễn Thị Châu, một chai đu đủ, Trần Văn Hai, một cặp dừa, Nguyễn Văn Ba,
tất cả dừng lại, mau nghe theo lệnh khâm sai đại thần. Ta là quan khâm sai của triều đình. Ta được mật báo quan trạng Trần Năng đã lạm dụng quyền hành, hà hiếp dân đen, bắt nộp su cao thuế nặng, dơ vét tư lợi cho bản thân mình. Tan chứng nhân chứng rõ ràng. Lính đâu? Dạ. Bắt trói hắn lại cho ta. Tụi mày làm cái gì vậy? Buông ra. Buông ra. Tao nói buông ra nghe chưa? Này lão kia, cho dù lão có là khâm sai đại thần đi nữa, nhưng lão vẫn thua ta một bậc. Bởi vì ta là nghĩa đệ của hoàng thượng, đụng tới ta là tội khi quân biết không? Đưa đây. Đây là thánh chỉ của hoàng thượng, và ngài đã giao cho ta được quyền đi tuần tra khắp nơi, được quyền tiền trảm hậu tấu. Tội trạng của ngươi nay đã rành rành, không thể chối cãi. Lính. Dạ. Dạ. Bắt giam hắn lại, chờ ngày xét xử. Dạ. Không, chuyện này đi. Chuyện này ta đi. Phải bẩm báo với hoàng thượng. Bỏ ta đi. Ra. Dạ. Ta phải bẩm báo hoàng thượng. Bỏ ra. Xin bà con đứng lên. Ai về nhà nấy, tiếp tục sống cuộc sống hàng ngày ấm no hạnh phúc. Dạ đội ơn quan. Dừng lại mình được cũng may là có quan khâm sai á. Tốt kìa. Này, 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 mình đi đi. Thôi mình về đi. Điện tới đi. Điện tới đi. Điện tới đi. Điện tới đi. Đúng rồi. Em ra đi. Em ra. Em lên đầu. Em đi. Không lại. Em đi. 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 Chém. Quỳ xuống. Ngươi là Trần Năng? Dạ, tôi là Trần Năng. Lúc trên dương thế cho ngươi chức quan trạng mà ngươi chẳng biết tu thân, lại là kẻ bội bạc, cậy quyền thế áp bức dương lành, cưỡng hiếp dân nữ. Tội ác này đáng lẽ phải nấu giặt dầu, nhưng ta cho ngươi đầu thai lại làm người, để cho ngươi làm người còn khổ hơn cái chết. Hắc Bạch Vô Thường. Dạ. Dẫn hắn đi đầu thai, vô gia đình nhà họ Phan ở làng Dân Quyện Thư. Ý lệnh. Mình đi con, mình đi con. Tội nghiệp con gái mẹ quá, mẹ mất sữa rồi, lấy về cho con bú đây. Mình ơi, nghe con khóc mà tôi đứt ruột. Nên đi con, nên đi con. Ta sẽ đặt con tên là Nương. Đừng khóc nha con. Ta sẽ đi nấu cháo cho con, thay sữa cho con bú nha. Nhà mình còn hộp gạo nào không mình? Tôi mới để dài được một chén gạo, chúng ta có thể nấu cháo cầm hơi được vài ba ngày. Tội nghiệp con gái, con lớn lên chắc sẽ đẹp lắm đây. Chỉ tội cha mẹ quá nghèo, không gầy dựng gì được cho con hết. Nín đi con, nín đi con. Nương à, mẹ không sao đâu, con đi làm đi, cứ để mẹ ở nhà một mình là được rồi. Mẹ bệnh như vậy, làm sao con có thể ra ngoài được? Mẹ đã không lo gì được cho con, lại còn nằm liệt bao nhiêu năm nay để một mình con bươn chải. Mẹ thấy có lỗi với con quá. Hay là con cứ để mẹ đi theo cha con, cho con được nhẹ gánh. Mẹ ơi, mẹ đừng có nói như vậy mà. Mẹ mà chết là con chết theo mẹ luôn á. Con không còn thấy sống nữa. Con đừng nói vậy con. Con gái xinh đẹp của mẹ, rồi đây con sẽ có được một tấm chồng tử tế, thoát khỏi cuộc sống khổ cực như bây giờ. Nghe con. Mẹ ơi. Con Nương đâu? Cô được cái giấy bán thân, đến ngày hẹn mà không trả được nợ thì con phải trở thành người của kỹ diện.
Nhà nó có được cái gì đâu. Thôi bắt nó đi. Trời ơi, Đường ơi. Đi. Sao vậy con? Tôi lại cái ông đừng bắn. Đi nhanh lên. Nó mà không kiên trí bắn thật, tiền đâu mà mua thuốc uống mấy lâu nay hả? Con ơi, con ơi, tôi xin các ông, xin các ông hãy tha cho mẹ con tôi. Mẹ tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi xin các ông hãy để thông thả cho tôi ít hôm để tôi chăm sóc cho mẹ, rồi tôi sẽ theo các ông mà. Tôi xin nói các nhiều ông quá, bắt nó đi. Đi, đi lên. Mẹ ơi, đi, mẹ ơi, mẹ ơi, con. Mời. Nàng kia, nhìn mặt nàng cũng xinh xắn đó, nhưng mà tại sao nàng lúc nào cũng ủ rũ như vậy? Nè, nàng hầu rượu bọn ta với một vẻ mặt u buồn như vậy, không sợ bọn ta buồn hay sao? Nàng không nghe những lời bọn ta nói hay sao? Bà chủ đâu? Dạ 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 dạ. Dạ có chuyện gì vậy ạ? Tại sao bà lại đưa cho ta một cô đào buồn và ủ rũ như vậy? Dạ dạ. Vậy để tôi đổi cô đào khác xinh đẹp và dịu dàng hơn nha quan khách. À Mai à. Thôi khỏi. Dạ dạ. Đổi cái gì mà đổi, không có thèm uống ở đây nữa. Đi về. Đi về. Dạ 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 quan khách. Dạ dạ dạ. Trời, mày thấy chưa mày? Tại sao tiếng khách mà cái mặt buồn? Trời ơi. Nương ơi, nương ơi, nương. Cái gì vậy? Dạ bà chủ. Cái gì đây? Con người mới báo mẹ nương vừa mất rồi. Cái gì? Mẹ tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Sớm như vậy rồi.
để gì ta? Xin khách quan đừng làm như vậy. Trời ơi, có gì đâu. Ta có làm gì đâu. Ông buông tôi ra. Lại đây với ta. Lại đây, qua đây. Ông buông tôi ra. Có gì đâu. Ông hiền đó. Ông bước tới. Kìa. Tôi chết cho ông coi. Không, nàng đừng làm vậy. Ta thương nàng thiệt tình mà. Nàng đừng có lo. Ta có tiền nhiều lắm. Nàng muốn gì cũng được hết á. Nàng cứ chịu theo ta đi. Hả? Yên tâm đi nha. Nàng qua đây. Tại sao lại giết ta? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Giết người! Giết người! Ba đâu? Ba đâu rồi? Ba Hoàng! Ba Hoàng giết người! Quỳ xuống! Nguyễn Thị Nương, ngươi can tội giết người vào giờ Ất ngày thìn. Tại kỷ viện Trúc Thành, nay tang chứng và nhân chứng đầy đủ, tội trạng rành rành, không thể chối cãi. Nay ta đã định đưa ra pháp trường để xử trảm. May quá. Như vậy có nghĩa là ta vẫn chưa đi đầu thai. Tạ ơn thần linh. Tạ ơn người. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ thôi. Dạ. Đa tạ tổ tiên. Đa tạ thần linh. Đa tạ đã phù hộ cho con. Đây chỉ là một giấc mơ. Các quỳnh ơi, các quỳnh ơi, dậy đi, dậy. Cái gì? Cái gì mà nửa đêm la lối âm sầm không cho để ngủ vậy Trần Quỳnh? Trời ơi. Đa tạ thánh thần, đa tạ tổ tiên đã cho con biết đây chỉ là một giấc mơ. Đa tạ thần tiên tứ phương tám hướng. Cảm ơn ngài, cảm ơn các ngài. Trời ơi, bộ huynh bị đổ quan hay sao mà huynh mừng dữ vậy? Thôi lo ngủ tiếp đi kìa, mai còn có sức mà lên kinh thành sớm coi bản vàng. Ngủ cái gì nữa mà ngủ, trời gần sáng rồi kìa. Mau thức dậy thu dọn đồ đạc rồi lên kinh xem kết quả sớm đi. Trần Quy, Trần Đăng, Trần Đăng là tôi nè, Trần Đăng là tôi nè. Tôi mừng quá, tôi đậu rồi, tôi đậu rồi. Chúc mừng nha. Cảm ơn tổ tiên, cảm ơn trời Phật. Chúc mừng, chúc mừng. Đa tạ nha, đa tạ. Đa tạ. Chúc mừng. Tôi đậu rồi. Loa, Tân Trạng Nguyên khoa thi này là người làng sao? Huyện Cần, họ Trần tên Năng, là người tài đức vẹn toàn. Nay được hoàng thượng phong cho chức quan tri huyện để đem tài trí của mình phục vụ cho dân. Loa, toàn dân hãy ra nghênh đón. Xin chào mọi người. Ê, quan Trạng kìa, quan Trạng. Trời ơi, quan Trạng là người làng mình đó. Thấy chưa?
tôi nói rồi, tôi nhìn người không có sai đâu. Tôi biết quan trạng này á là hả đồng nước còn nhỏ xíu á. Nay công danh đã hiển hách, vậy mà đối với dân ta vẫn khiêm cung. Ừ. Cô Xuân, chúc mừng cô nha. Chúc mừng nha cô Xuân. Chúc mừng nha. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng. Thưa bà con cô bác, Đạt Xuân đây chính là người đã giúp ta vượt bao khó khăn để có thể ăn học thành tài, trở thành quan trạng. Xuân Mùi, nàng có đồng ý tiếp tục ở bên cạnh ta hay không? Đồng ý đi cô Xuân, đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi cô Xuân. Đồng ý đi cô Xuân. Chúc mừng, chúc mừng. Quan phụ mẫu ăn ở như bát nước đầy, với người quen từ thỏ hàng gì. Chắc chắn là làng ta sẽ có một vị quan thanh liêm. Làng ta được nhờ rồi đó mọi người. Đúng không? Thiệt may mắn là làng ta có một vị quan thanh liêm. Giấc mộng hôm nào tuy là ác mộng, nhưng đó cũng là một bài học xương máu vô cùng quý giá đối với ta. Thưa bà con cô bác, ta nhất định sẽ thỉnh đáp công ơn của bà con, và nhất định sẽ trở thành một vị quan thanh liêm và tài đức. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Điều trong muôn kiếm quân tôi thần tư hiếu trung, ơn sâu tròn đạo phu tứ, trăm năm lòng son nghĩa một đời. Phu sướng phu tùy, xưa nay sang hèn trong muôn kiếm, như mây phù vân thoáng qua, dân sinh lệ nghĩa chi tín, chớ nên vội quên lẽ ngũ thường. Chuyện nay tĩnh xưa, trái nước lên khơi môn giang.